Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Car Passion Việt Nam. Tôi là Minh Huy. Và hôm nay có lẽ là khi mà nói đến những cái chiếc Ferrari thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái chiếc siêu xe ở đây. Tuy nhiên không phải. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một chiếc Ferrari, có thể nói là một chiếc Grand Tourer, một chiếc Ferrari thể thao đem lại cảm giác không chỉ về tốc độ mà nó còn về sự sang trọng, sự tiện nghi cũng như là sự thoải mái. Đó chính là chiếc Ferrari California T. Để nói về cái chiếc Ferrari California T này, cái điều đầu tiên mà chúng ta nên nói đến đây chính là cái chiếc xe kế nhiệm của mẫu Ferrari California được ra mắt đâu đó vào khoảng năm 2008-2009. Cái dòng xe California này có thể nói là cái dòng Grand Tourer được Ferrari ra mắt lần đầu tiên, không giống với bất cứ chiếc xe nào trước đây. Tuy nhiên thì với cái tên gọi California thì nó được bắt nguồn từ cái chiếc 250 GT California được sản xuất ở thế kỷ trước. Cũng là một chiếc mui trần, cũng là một chiếc xe để có thể thả dáng đi trên những con đường. Nói chung là nó vẫn có một cái gì đấy âm hưởng của những cái chiếc Ferrari ở thế hệ trước. Tuy nhiên nó được hiện đại hóa, đã được kết hợp những yếu tố sang trọng và quan trọng nhất là cái sự tiện dụng cũng như là cái sự thoải mái đem lại của một chiếc Grand Tourer. Các bạn thấy đấy, nhìn nó thực sự là khác biệt so với những cái chiếc siêu xe Ferrari như là 488 hay là F12. Tôi nhắc đến những cái mẫu xe đấy bởi vì đó là những cái mẫu xe cùng thời với chiếc xe này. Và cũng không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết để xem cái chiếc Grand Tourer cực kỳ hấp dẫn từ Ferrari, cảm giác và trông nó sẽ như thế nào. Và cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó chính là phần cản trước của xe. Nếu các bạn đã từng nhìn hay cũng như là được chiêm ngưỡng cái mẫu California thế hệ thứ nhất thì các bạn có thể thấy là cái ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe này đã hoàn toàn được làm mới. Bởi vì cái điểm này là vì sao? Cái mẫu California phiên bản đầu là được thiết kế bởi thương hiệu Pininfarina Design. Tuy nhiên đến cái chiếc xe này thì cái thương hiệu mà thiết kế chính của xe lại là chính cái thương hiệu của Ferrari và chỉ được cố vấn bởi Pininfarina thôi. Nên chính vì thế mà các bạn có thể thấy là những cái đường nét bo tròn, những cái đường nét mềm mại đã phần nào được vuốt lại góc cạnh hơn, đem lại cho cái chiếc xe một cái vẻ ngoài hầm hố hơn so với California trước đây. Điển hình là đây, cái phần cản trước. Các bạn có thể thấy là so với cái chiếc California thế hệ trước thì cái phần hốc gió nó rất là bé. Đến thế hệ này thì cái phần hốc gió được mở rộng hơn. Kết hợp với đó chính là hai cái hốc gió hai bên này. Nó tạo ra cái dáng ba hốc gió rất là quen thuộc trên những cái mẫu Ferrari ở thời bấy giờ như là F12, Berlinetta. Và đây, cái đèn chiếu sáng vẫn được thiết kế lại dưới dạng là giải LED, cộng thêm một cái đèn chiếu sáng chính ở đây. Cái thiết kế này thì rất giống với cả một số cái thiết kế đèn ở trên Ferrari 458 Italia. Nó đem một cái vẻ gì rất là hiện đại, tối giản, nó không quá là cầu kỳ và cũng chỉ vừa đủ dùng thôi. Đem lại chiếc xe một cái vẻ ngoài thực sự rất là thanh lịch và sang trọng. Để nói về cái chiếc California T này thì cái điểm mà tôi muốn nói đến, hay là có thể nói là một cái mỹ từ tôi muốn dùng, là nó thực sự thời trang, thời thượng. Nó không đem lại cảm giác tốc độ mà nó đem lại một cái gì đấy nó rất là thời trang và rất là có thể nói là trendy cho những cái người ngồi trên chiếc xe này. Và một số cái điểm nữa mà ta có thể thấy ở đây đó chính là cái phần hốc gió ở trên nắp cabo. Nếu cái chiếc California trước đây thì được sử dụng một cái hốc gió chính ở trên nắp cabo, thì cái chiếc xe này được chia làm hai cửa chia gió ở trên. Thiết kế trông nó gọi là nó để nó chìm hẳn xuống, nó không nổi lên như chiếc Cali trước đây. Nên là trông nó rất là hấp dẫn, một cái vẻ liền mạch, tuy nhiên không làm mất đi được cái vẻ thể thao của chiếc xe. Và đến cái phần thân xe ở đây thì một số cái điểm đầu tiên mà tôi thấy sự khác biệt đó lại là cái hốc gió hông. Cái chiếc Kelly cũ thì cái hốc gió hông được thiết kế một cách tròn, bo tròn liền mạch. Tuy nhiên ở đây đã được cái hốc gió này được đẩy lên trước, đó, ngay sát cái hốc bánh xe, đem lại một cái gì đấy rất thể thao cho chiếc xe. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt nhất ở phần thân xe mà tôi muốn nói đến đó chính là cái bộ mâm này. Cái bộ mâm này thì được thiết kế 5 chấu theo dạng ngôi sao. Cái mâm thiết kế dạng ngôi sao ở trên Ferrari thì được sử dụng trên rất nhiều những cái mẫu xe Ferrari trước đây. Điển hình nhất chính là F50 hoặc là F40. Và gần đây hơn đó chính là cái mẫu Ferrari 599 GTB Fiorano. Và một lần nữa thì cái bộ mâm này lại được mang lên chiếc California T. Nó có một cái gì đấy mang cái âm hưởng truyền thống của Ferrari. Thêm nữa các bạn để thấy là cái bộ mâm này nó nổi bật ở đâu. Nó đã được trang bị cái khung phanh Brembo Ceramic màu vàng tone với cả cái logo của chiếc xe. Chính vì thế mà cái cùng phanh này đã giúp chiếc xe nổi bật hơn phần nào so với cả những cái chiếc Ferrari khác. Và cái phần thân xe của chiếc California T này thì được thiết kế rất là đơn giản, nó không có quá nhiều cái sự khác biệt so với phiên bản trước. Tuy nhiên thì các đường nét như tôi đã nói thì nó đã được thiết kế lại một cách góc cạnh hơn. Và đây chính là cái kiểu mở cửa đặc trưng, cái tay nắm cửa hình tam giác. Đó, nó rất là nhỏ gọn thôi. Nó đã từng xuất hiện trên những cái mẫu như là Ferrari 458 Italia. Và đây chính là cái logo thân của Ferrari. Hầu như chiếc Ferrari nào cũng được trang bị chi tiết này. Tuy nhiên là tôi nhớ không nhầm thì trên những cái mẫu về sau này như là 458 Pista thì đây là một tùy chọn. Các bạn có thể lựa chọn một cái logo Ferrari lớn hay là nhỏ tùy theo sở thích của các bạn thôi. Tuy nhiên thì trên những cái chiếc Ferrari đời trước thì nó được trang bị một cái size logo là như thế này. Và thêm nữa thì cái chiếc California T này là một chiếc xe mui trần. Chính vì thế mà cái phần mui có thể mở đóng hoàn toàn và cái mui sẽ được cất vào ở sau cái khoang hành lý. Cái chiếc xe này thì tôi nhớ không nhầm là nó có thể đóng mở mui trong vòng khoảng 14 giây. Và phần mui thì được làm hoàn toàn bằng kim loại. Đó, các bạn để thấy là khi nó đóng mui thì nó sẽ đóng hoàn toàn, lộ ra hẳn phần nắp máy sau. Cái phần nắp cốp sau nó kéo dài một cách liền mạch. Và đây chính là cái đuôi sau của cái chiếc xe. So với cái chiếc California trước đây thì nó đã được làm lại gần như hoàn toàn. Có thể nói là cái chiếc xe này vẫn thừa hưởng được rất nhiều những cái chi tiết trên những cái chiếc California đời trước. Điển hình nhất chính là cái đèn chiếu sáng này. Cái đèn chiếu sáng tròn này thì ta có thể bắt gặp trên rất nhiều những cái mẫu Ferrari trước đây, như là Ferrari 458 hay là những cái đèn chiếu sáng tròn dạng kép như là F40 hay là F430 trước đây. Tuy nhiên thì một số cái chi tiết đặc biệt nhất ở trên cái chiếc xe này nó là cái sự thay đổi khác biệt hơn so với cái chiếc Ferrari California thế hệ trước. Đó chính là cái phần đuôi sau ở dưới này. Nếu mà cái chiếc California thế hệ trước được sắp xếp cái ống xả theo tầng, có nghĩa là một cái ống ở trên, một ống ở dưới, thì chiếc xe này đã được thiết kế lại theo cái dạng bình thường hơn, là hai cái ống xả được xếp song song với nhau. Nếu mà cái chiếc California trước đây, cái phần cản sau được bo tròn, trông nó rất là phình, thì cái chiếc xe này đã được thiết kế bóp lại, góc cạnh hơn, hiện đại hơn, phù hợp với cả ngôn ngữ thiết kế của Ferrari hiện đại. Và sau cái chiếc xe này thì cái sự ra đời của chiếc Portofino cũng đã được thiết kế một cách đột phá hơn, hiện đại hơn, dựa trên rất nhiều các chi tiết của cái chiếc xe này. Và đây là một cái điều gọi là thực sự hiếm thấy trên những chiếc Ferrari, đó chính là khoang hành lý. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là một chiếc Grand Tourer California T có một cái khoang hành lý cực kỳ rộng. Nếu mà cái phần mui này đóng lại thì mình sẽ chỉ để được cái hành lý ở dưới này thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ là vẫn đủ một cái vali tầm trung đấy, nó không quá là bé. Tuy nhiên nếu mà đóng mui lại thì đương nhiên là cái khoang hành lý này rất là rộng rồi. Nó không kém cạnh gì cả một cái chiếc xe sedan 4 cửa cả. Các bạn có thể nhìn thấy khoang hành lý rộng, thiết kế sâu vào trong, chứa được rất nhiều đồ. Nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc xe Ferrari như là 458 thì cái khoang hành lý chỉ để được cái hộp đằng trước thôi, nó rất là nhỏ. Tuy nhiên cái chiếc California này thực sự là có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, vừa trải nghiệm tốc độ, vừa là đi chơi ngắn ngày hay là đơn giản là một cái việc đi lại hàng ngày. Đó, các bạn có thể thấy nó rất là tiện dụng. Và đây chính là khoang nội thất của chiếc Ferrari California T. Đúng là cảm giác đầu tiên của một chiếc Grand Tourer mang lại, đó chính là cái việc vào xe một cực sự rất là dễ dàng. Tôi nói thế bởi vì là mọi lần trước tôi làm video review thì cái việc để đi vào một chiếc xe là rất là khó khăn với một cái người mà quá khổ như tôi. Tuy nhiên thì khi mà vào cái chiếc California T này thì cảm giác đầu tiên là tôi thấy là nó rất là rộng rãi. Và nó thực sự là có nhiều chức năng hơn bất cứ những chiếc Ferrari nào khác. Và đây đầu tiên nó sẽ bắt đầu với cái chiếc vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này thì được tích hợp rất là nhiều nút. Còi thì lại được đặt ở trên này. Đó, hai cái biểu tượng còi ở đây. Cũng như là nút Start Stop quen thuộc thì vẫn nằm ở đây thôi. Tuy nhiên chiếc xe này thì chỉ được có 3 chế độ lái. Chế độ Comfort, Sport và chế độ tắt các cái tính năng đi để đem lại một cảm giác thực sự thuần hơn. Điều đặc biệt nữa là cho dù đây là một cái chiếc xe mà hướng tới việc sang trọng, tuy nhiên nó vẫn được ốp các chi tiết bằng carbon, như là đây, phần vô lăng được ốp rất nhiều chi tiết carbon, lễ chuyển số cũng được ốp carbon. Nó vẫn không mất đi được cái cảm giác thể thao khi mà chúng ta ngồi sau vô lăng của chiếc xe này. Và tiếp theo tôi muốn nói đến nó chính là khoang nội thất của chiếc xe này. Như các bạn có thể thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc Ferrari khác. Điểm đặc biệt đầu tiên trên cái chiếc xe này đó chính là khoang nội thất đã được phối giữa hai màu là màu da bò và màu đen. Cái nền da bò này nó đem lại một cảm giác gì đấy thực sự sang trọng cho cái chiếc xe thể thao của Ferrari. Kết hợp với cái họa tiết da bò đó chính là các đường chỉ màu đen cũng như là các cái họa tiết được thêu kiểu quả trám, trông nó rất là gì đấy, nó sang trọng, nó không kém cạnh gì những chiếc xe sang cả. Các cổng điều hòa cũng được bọc da này. Kết hợp với đó là các chi tiết màu bạc, logo Ferrari California T không thể thiếu. Và điểm đặc biệt là Ferrari nói chiếc xe này là một chiếc xe 2+2, tức là có hàng ghế sau. Tuy nhiên thì theo tôi thấy thì có vẻ hàng ghế sau thì nó sẽ không phù hợp để cho cái việc mà ngồi, hay là thậm chí là có thể chỉ dành cho trẻ em ngồi được thôi, vì nó rất là bé. Nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào mà ngồi được 4 người lớn ở trên chiếc xe này được. Tuy nhiên thì điểm bù lại đó chính là cái hàng ghế trước nó rất là thoải mái, để chân thoải mái, không quá là bị gò bó hay là cái cách ngồi nó quá là hầm hố như cái chiếc Ferrari khác. Cái điểm tiếp theo tôi muốn nói đến đó chính là cái phần màn hình giải trí trung tâm. Đây là một trong những chiếc Ferrari cực kỳ hiếm hoi mà được trang bị cái màn hình này. Trên những cái mẫu Ferrari khác như là 458 hay là F12 thì cái chi tiết này thì không có thể xuất hiện được. Bởi vì nó là những cái chiếc xe mà tập trung vào việc vận hành, tập trung vào cái việc điều khiển, chinh phục tốc độ, nên là sẽ thiếu đi những cái chi tiết này. Đây là màn hình giải trí. Đó, các bạn thấy cảm ứng rất là nhạy. Cái này tôi nhớ không nhầm là khoảng 6,5 inch. Và đồng thời đây cũng là chiếc Ferrari đầu tiên của thương hiệu mà được trang bị cái hệ thống giải trí Apple CarPlay. Cái chiếc Ferrari California T này là một trong những chiếc Ferrari vẫn sử dụng chìa khóa. Đây chính là chìa khóa vào chiếc xe. Những cái chiếc Ferrari sau này thì được sử dụng Smart Key nhiều hơn. Đây, cái chìa khóa một cách cổ điển. Đó, tôi sẽ cắm vào, bật thử lên. Đó, đây chính là cái màn đồng hồ hiển thị của chiếc xe. Chiếc xe, cái đồng hồ vòng tua máy thì đặt ở giữa, sơn nền màu vàng rất là nổi bật, đem lại một cảm giác gì đấy thực sự thể thao. Bên này là đồng hồ tốc độ và bên này là cái màn hình điện tử hiển thị một số thông tin cần thiết như là nhiệt độ, mức nhiên liệu hay là ô đô. Đó, các bạn thấy cái màn hình này thì có thể được điều chỉnh ở các nút ở đây. Tuy nhiên thì ở cái bảng điều khiển trung tâm này có một điểm nhấn mà tôi phải nói đến, đó chính là đây. Cái màn hình, cái gọi là cái màn hình cảm ứng nhỏ. Chúng ta có thể điều chỉnh ở các nút đây, nó hiển thị các cái chế độ khác nhau. Nhiệt độ này, các cái về mức turbo. Đây, hay là hiển thị giờ. Chúng ta có thể điều chỉnh chỉ qua một lần chạm ở các phần hông này, rất là đơn giản và tiện dụng. Và đây là cái thiết kế quen thuộc ở trên những cái chiếc như là Ferrari 458 về sau này. Cái thiết kế các nút bấm theo dạng cầu, nó là một cái cầu nhỏ. Ở dưới này chúng ta có thể để đồ một cách rất là tiện dụng, thoải mái. Tiếp đó là đây là cái chỗ chỉnh điều hòa, nút chỉnh điều hòa cơ học. Đây là cái nút đóng mở mui. Chúng ta có thể đóng mở mui ở trong nội thất chỉ với cái nút này. Đó, rất là đơn giản, mui có thể đóng mở một cách dễ dàng. Và đánh giá chung của tôi về cái khoang nội thất này đó chính là nó đem lại một cảm giác gì đấy thoải mái, tiện nghi nhưng mà không mất đi những cái chi tiết thể thao. Nếu mà là một cái người ngồi ở khoang hành khách thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái với cái sự thiết kế nó phóng khoáng, nó tương tự như những chiếc xe thể thao sang trọng như của chẳng hạn như là Mercedes-Benz, nó cũng thiết kế sang trọng như này thôi. Nhưng nếu ở vị trí người lái thì chắc chắn là cái trải nghiệm mà chiếc xe này đem lại sẽ không kém cạnh gì so với những cái chiếc Ferrari 458 hay là 430, hay thậm chí là những chiếc xe hiện đại như là F8 Tributo. Và đây chính là cái khoang động cơ của chiếc Ferrari California T. Cái dòng California này thì chiếc xe đã được sử dụng động cơ đặt trước. Các bạn có thể thấy ở đây, động cơ vẫn được sơn cái màu đỏ quen thuộc của những chiếc Ferrari. Và cái động cơ này đã được trang bị thêm cái bộ tăng áp kép, nên chính vì thế mà cái tên gọi của chiếc xe cũng đã được đổi thành California T. T ở đây là turbocharge. Chính vì cái trang bị này mà cái động cơ V8 dung tích 3,9 lít này đã mạnh hơn so với cả cái chiếc California khoảng 100 mã lực. Nên chiếc xe này có sức mạnh lên tới khoảng 552 mã lực và mô men xoắn thì khoảng 755 Nm. Với cái sức mạnh này thì chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 315 km/h. Cho dù nó là một chiếc Grand Tourer, một chiếc xe để đi dạo ngắm cảnh, nhưng mà nó vẫn không mất đi được cái trái tim mạnh mẽ của một chiếc Ferrari. Và đây các bạn có thể thấy, cái khoang động cơ này nó không chỉ là một khoang động cơ mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật. Đây. Và đó cũng là một số thông tin mà tôi muốn đem tới cho các bạn về cái chiếc Ferrari California T này. Nó là một cái chiếc xe thuộc phân khúc entry level dành cho những cái người bắt đầu chơi xe. Và nó có thể là một cái điểm khởi đầu thực sự tuyệt vời dành cho những người mà bắt đầu bước chân vào giới siêu xe. Đó cũng là một số cái thông tin mà tôi muốn đem tới cho các bạn về chiếc xe này. Nhớ đừng quên like, share, subscribe cho Car Passion Việt Nam nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.